Xin chào anh chị em nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock Đây là một kênh chứng khoán lập ra nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm cho anh chị khi tham gia trên thị trường Và đây cũng là nơi em sẽ chia sẻ các cái mã cổ phiếu tiềm năng, những cơ hội đầu tư cũng như là đi review về thị trường mỗi ngày Để chị mình có cái góc nhìn cũng như là có thể kiếm được cái mức sinh lời tốt Anh chị nếu như lần đầu tiên đến với kênh thì mình có thể bấm vào nút đăng ký để có thể theo dõi kịp thời những cái video tiếp theo của em Và ngoài ra thì anh chị thấy video hay có thể để lại cho em một like để để ủng hộ em nha. Để ủng hộ em ngày một cải thiện chất lượng tư vấn và phát triển kênh để có thể hỗ trợ mọi người tốt hơn trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi nhìn nhận chung về thị trường qua cái tuần vừa rồi để từ đó mình đưa ra một cái góc nhìn cho tuần mới để cho mình có được từ từ cái góc nhìn mà mình đưa ra được mình có thể đưa ra được những cái quyết định phù hợp bởi vì chúng ta cần có một cái sự chuẩn bị cần đưa ra những kịch bản có trước thì khi mà thị trường có những những diễn biến à, những cái diễn biến bất ngờ thì mình sẽ không bị hoang mang mà đưa ra những cái quyết định sai lầm và sau đó mình sẽ đi qua đi qua điểm sơ qua một số cái nhóm ngành nổi bật một số cái nhóm ngành được kỳ vọng trong thời gian sắp tới để mình tìm ra các cái mã cổ phiếu có thể mang lại cái mức sinh lợi tốt để từ đó cơ cấu lại danh mục trong giai đoạn này nha. Hôm nay thì đóng phiên tuần chỉ số kết phiên ở cái mức giảm là 1,59 điểm là khoảng 0,12% xuống còn 1.351,17 điểm. HN thì hôm nay cũng cho sắc đỏ là 0,38% và Upcom thì cũng sắc đỏ là khoảng 0,3%. Về thị trường thì hôm nay có thể nói là diễn biến khá là lượng xấu chị ha, tăng giảm liên tục trong phiên, có những thời điểm tăng chạm về cái ngưỡng cao là khoảng quanh đâu đó là cái ngưỡng 1356 này, thời điểm cao nhất trong phiên là chỉ số chạm về cái ngưỡng 1356, nhưng sau đó với áp lực chốt lại đã khiến cho chỉ số quay đầu và có những thời điểm test về cái mức hỗ trợ là quanh cái ngưỡng 1348 và sau đó có cái lực cầu tham gia vào giúp chỉ số đóng cửa quanh cái ngưỡng 1350. Về diễn biến trong phiên thì áp lực bán cao nhất có thể kể đến là sau khoảng 2 giờ 10 đó anh chị. Sau 2 giờ 10 phiên chiều thì chỉ số vn có với cái áp lực bán đã khiến cho chỉ số quay đầu test lại cái mốc 1348 này, sau đó bật tăng trở lại được. Thì giai đoạn này, giai này với cái việc thiếu đi nhóm ngành dẫn dắt và dòng tiền giảm sút đã khiến chỉ số mặc dù giữ được cái mốc hỗ trợ quan trọng là cái mốc 1350 nhưng không có thể nhưng không giữ được cái kiếm sức xanh cho đến cuối phiên. Thì giai đoạn này thì vẫn đang thiếu vắng cái dòng tiền nha anh chị còn về thị trường thì cái xu hướng phân hóa diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành đa dạng này thì cái xu hướng phân hóa diễn ra ở hầu hết tất cả các nhóm ngành luôn anh chị về độ rộng thì độ rộng nghiêng về bên mua, à, nghiêng về bên bán với 291 mã bán áp đảo so với 110 mã à, 291 mã đỏ áp đảo so với 110 mã xanh và 41 mã đứng ở tham chiếu. Ở cái nhóm vốn hóa lớn là rổ viên 30 Rổ viên 30 thì có cái sự cân à, có cái sự khá cân bằng với 13 mã tăng, 13 mã giảm và 4 mã đứng ở tham chiếu. Về các cổ phiếu đóng góp trong phiên ngày hôm nay, anh chị em nhìn vào các cái cổ phiếu dẫn dắt thị trường thì phiên hôm nay uh, VN Index được hỗ trợ bởi các cổ phiếu trụ như là MB Bank, Techcombank, MSB, SSAB và SCB cái điều này cho thấy là hôm nay có tín hiệu tích cực đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng này trong khoảng 5 cổ phiếu dẫn nhất thị trường thì đã có đến 4 cổ phiếu đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng còn ở cái chiều ngược lại thì các cổ phiếu như là Masan, DGC, MWG, VRE, Hòa Phát và GVR chính là cái đà cản cho nhịp tăng của chỉ số thì giai đoạn này dòng tiền đang có cái sự lung phiên anh chị như trước đó nếu như cổ phiếu Masan là một trong các cái cổ phiếu dẫn dắt thị trường thì giai đoạn này giai đoạn này thì cổ phiếu đã quay đầu giảm và nhưng mà cái nhịp giảm hiện tại của Masan thì không có quá tiêu cực nha chị nhịp giảm này chỉ là một cái nhịp điều chỉnh test về vùng đỉnh trước đó thì bởi vì trước đó cổ phiếu đã tăng rất là mạnh thì nhịp điều chỉnh này là có nhiều điểm điều chỉnh cần thiết trong cái đà tăng để củng cố xu hướng để cổ phiếu có thể tiếp tục đi tiếp về nhóm ngân hàng thì một điều tích cực ở nhóm ngân hàng thì hôm nay đã có dòng tiền đã có dòng tiền quay trở về đối với nhóm ngân hàng về thanh khoản thì phía hôm nay chứng kiến cái sự sụt giảm của thanh khoản anh chị. Về hôm nay thì chứng kiến cái sự sụt giảm của thanh khoản trên thị trường. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn là đạt 23.305 tỷ đồng, tương ứng với gần 988 triệu đơn vị cổ phiếu được mua bán. Tính riêng giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE là ở 18.331 tỷ đồng, nó giảm 21% so với cái phiên trước đó. Đây mình nhìn vào đồ thị chỉ số vn thì mình thấy là cái cái thanh khoản hôm nay giảm và không có không có đạt được cái mức trung bình 20 ngày nó giảm rất là nhiều so với cái phiên ngày hôm qua điểm sáng hôm nay là một cái sự bất ngờ đến từ khối ngoại nha anh chị khối ngoại thì sau cái đà bán rồng ba phiên trước đây khối ngoại Nè, à, khuôn ngoại thì sau cái đà bán rồng 3 phiên trước thì hôm nay bất ngờ mua vào với cái giá trị là 1.241 tỷ đồng Bán ra là 1.083 tỷ đồng Như vậy thì nhóm này đã quay lại mua rồng 157,5 tỷ đồng sau 3 phiên bán rồng liên tục Cổ phiếu ngân hàng mới ban Cổ phiếu ngân hàng mới ban là một trong những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều trong phiên ngày hôm nay Với cái giá trị là 315,15 tỷ đồng Bên cạnh mới ban đóng góp cái phần lớn giá trị cho chiều mua rồng của khối ngoại Thì hôm nay cũng gom một số cổ phiếu có giá trị từ khoảng 50 tỷ đồng trở xuống như là Gemedep, Vinhome, KDH, HCM, Vinamilk Thì nhìn chung nhóm cổ phiếu ngân hàng chính là cái tâm điểm hút vốn ngoại trong trong cái phiên ngày hôm nay còn ở chiều ngược lại thì cổ phiếu Hòa Phát, à, cổ phiếu Hòa Phát bị xả rồng với cái mức là khoảng 127,29 tỷ đồng. Thì đây là mã duy nhất bị khối ngoại bán rồng với cái giá trị là trên 100 tỷ đồng. Còn các cổ phiếu khác như là Masan nè, viết DGC vân vân thì các cái cổ phiếu này cũng bị khối ngoại bán rồng nhưng mà cái giá trị là bé hơn 100 tỷ đồng. Về thị trường thì phiên hôm nay có thể nói là một cái phiên dằn co giữa hai phe cung và cầu và không thể công phá được cái mốc 1360 trong tuần này. Mặc dù là trong phiên nhiều nhiều, nhiều lần nhóm cổ phiếu ngân hàng giải sóng anh chị em nhìn vào cái danh mục cổ phiếu ngân hàng này. Hôm nay thì hầu hết các mã đều cho cái sắc xanh nhẹ, nhưng mà thời điểm trong phiên thì có những cái thời điểm là nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng rất là tốt nhưng sau đó cũng hạ nhiệt dần. Thì nhìn chung dòng tiền dạng này tìm đến nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng là muốn thu hút cái sự chú ý của các nhà đầu tư để có thể tạo ra cái sự đồng thuận trên thị trường nhưng nhưng áp lực bán ở nhóm này nhìn chung vẫn còn lớn bởi vì như em có chia sẻ về nhóm ngân hàng trước đó rồi thì nhóm ngân hàng uh, sau cái giai đoạn mà rơi từ cái vùng giá cao thì nó là chiếc khấu rất là nhiều và giai đoạn này thì đang tạo đáy đang tạo đáy nhưng mà cái cản ở phía trên còn rất là nhiều ví dụ mình mở sơ qua một cổ phiếu như là công thương này ví dụ như công thương chị phải là cản trên rất là nhiều đây đường EMA 200 là quanh cái mức giá 32 tiếp theo đường EMA 50 quanh mức giá năm quanh mức giá ba thì giai đoạn này nhóm cổ phiếu ngân hàng nó còn cản phía trên rất là nhiều bởi vì trước đó thì các nhà tư họ mua ở vùng giá phía trên thì dạng này họ đang chờ họ đang chờ những cái nhịp hồi phục để bán ra cho nên chị thấy là dạng này nhóm cổ phiếu ngân hàng mỗi lần tăng thì nó vẫn còn chỉ áp lực bán Chính vì thế thì hôm nay mặc dù dòng tiền có tìm đến và ở cái nhóm ngành ngân hàng nhưng mà với áp lực bán thì nó vẫn chưa giúp, chưa giúp cho dòng tiền có thể lan tỏa trên thị trường được. Nhưng mà cái việc dòng tiền tìm đến với nhóm cổ phiếu ngân hàng dạng này cũng là một cái tín hiệu tích cực. Khi mà phiên ngày hôm qua mình có phân tích là dòng tiền dạng này đang có tín hiệu là chốt lại, chốt lại ở cái nhóm cổ phiếu Benny và Micap thì nó cần một cái sự lan tỏa sau khi một cái sự luân chuyển sau khi dòng tiền chốt lại thì nó cần nó cần quay trở lại đối với cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như là ngân hàng, chứng khoán, thép và bất động sản thì bốn nhóm này nếu như có thể thu hút được dòng tiền trở lại thì chính là những cái động lực sắp tới cho thị trường của chúng ta về thanh khoản thì phía hôm nay thanh khoản thị trường giảm đi đáng kể như lúc nãy mình vừa đề cập thì có thể nói mình có thể lý giải là do cái nhóm đầu cơ cái nhóm đầu cơ đa phần trong phiên ngày hôm nay giảm về cái mức giá sàn và dòng tiền vẫn còn e ngại ở nhóm trụ cho nên dạng này nó vẫn chưa thúc dòng tiền được thì đa các nhóm cổ phiếu nhóm đầu cơ ví dụ như là các cổ phiếu uh, này nè Hôm nay thì hầu hết cho cái giá giảm sâu, cái giảm sàn nè đây giảm rất là sâu thì nó vẫn thì nó chứng kiến cái sự giảm sâu của những cái nhóm này thì dòng tiền nó vẫn rất là e ngại đối với các nhà đầu tư đầu đối với các nhà mà đầu cơ thì họ mua vài dạng này họ cũng chưa dám cũng như là các nhà đầu tư thì họ có thể chuối lại nhưng với nhóm chủ như mà họ vẫn còn e dè bởi thị trường và ngoài ra thì bốn còn bốn phiên nữa, còn bốn phiên nữa là đến cái thời điểm chốt báo cáo quý của các doanh nghiệp thì các công ty chứng khoán lớn họ cũng phải nộp báo cáo lên ủy ban cho nên họ cần hạ cái tỷ lệ margin để đảm bảo tỷ lệ vay ở mức an toàn. Thì dạng này, dạng này thì hầu hết các công ty chứng khoán lớn đều siết margin cho nên nó nó có cái sự thiếu vắng về dòng tiền trên thị trường. Thì margin siết lại thì các nhà tư họ không thể có sức mua nhiều cũng như là họ sẽ bắt đầu phải hạ cái tỷ lệ tài khoản về cái mức an toàn để tránh cái việc mất sức mua nên nó cũng ảnh hưởng đến cái thanh khoản thị trường giai đoạn này rất là nhiều về phân tích kỹ thuật thì chỉ số vinac của chúng ta tiếp tục vận động sát trên dưới, sát cái trên giảm này, chỉ số hiện tại đang vận động khá là sát trên, ra khá khá là sát cái kênh xu hướng, các khá là sát cái kênh xu hướng. Và sau khi vượt được cản chéo đây cái cản chéo hình thành từ ngày 1 tháng 7 mình vẽ cái cản chéo ra thì mình thấy là cái phiên cái phiên ngày 22 tháng 9 thì chỉ số có tín hiệu bứt phá và sau đó cái phiên ngày 23 tháng 9 thì chỉ số ở chạm cái ngưỡng 1360 nhưng sau đó quay đầu giảm lại. Thì hiện tại, hiện tại thì chỉ số đang Tết trở lại cái cái trên cái cạn chéo sau khi bứt phá này chị ra sau khi bứt phá thì chỉ số đang cho những cái nhịp test lại và một tín hiệu tốt là mặc dù những cái phiên gần đây có tín hiệu chốt lại tín hiệu dần co nhưng mà chỉ số vẫn giữ được trên cái trên này vẫn giữ được trên cái trên này thì nó là một tín hiệu khá là tích cực ở thời điểm hiện tại và sau khi anh chị thấy là với cái việc mà những cái phiên gần đây những cái phiên gần đây thì chỉ số test trên và đặc biệt là trong phiên ngày hôm nay một cái phiên test test lại cản à, test lại cái vùng hỗ trợ với cái vol thấp hơn vol trung bình 20 ngày thì đó cũng là một tín tín hiệu tốt khi mà thị trường có những nhịp điều chỉnh sau khi vượt cản và cái vol nó không quá mạnh chứng tỏ là mặc dù là có cái áp lực bán nhưng mà cái áp lực bán vẫn không quá mạnh và vẫn có cái lực cầu tham gia vào thì giai đoạn này thì thị trường sẽ tiếp tục vận động trên cái hỗ trợ 1350 Thì cái vùng hỗ trợ 1350 nó chính là cái biên trên Nó là cái biên trên của cái nền Cái nền 1335 trên đến, trên 1350 là cái nền đã hình thành trong một khoảng thời gian khá là dài Thì anh chị thấy là giai đoạn trước đó sau khi bước nền Sau khi bước nền thì cổ phiếu có những nhị điều chỉnh và quay lại nền Nhưng hiện tại thì một tín hiệu tốt là sau khi quay lại nền Quay lại nền nè Anh chị thấy là cái phiên điều chỉnh ngày 21 tháng 9 thì, cổ, thì chỉ số quay lại nền Nhưng sau đó là tiếp tục bước phá nhanh Bước phá nhanh à, thì vì việc mà các các cái cổ phiếu cũng như là chỉ số sau khi tạo nền anh chị thấy sau khi tạo nền một thời gian dài mà nó bứt phá lên nó nó sau khi bứt phá lại bứt phá fail và và quay lại nền thì nó không phải là một tín hiệu tốt mà nó cần nó cần nhanh chóng có thể bứt ra khỏi nền một lần nữa thì dạng này chỉ số vnindex đang cho tín hiệu tích cực khi mà sau khi test lại và bước thành công và sau đó là vượt nền thành công thì hiện tại cái biên trên cái biên trên 1350 đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ hiện tại cho chỉ số cái vùng hỗ trợ khá là ngắn cho chỉ số vnindex và kháng cự sẽ là quan cái ngưỡng 1360 trong ngắn hạn và và thị trường sẽ tiếp tục ở trạng thái dành coi trong tuần tới nha chị mình sẽ chuẩn bị sẵn cái kịch bản là thì thị, thị là thị trường sẽ tiếp tục dần co và trong giai đoạn này thì chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng, kỳ vọng bốn cái nhóm bốn cái nhóm ngành là ngân hàng, chứng khoán hoặc là uh, ngân hàng chứng khoán thép hoặc là bất động sản sẽ dẫn nhất cho Đà tăng, uh, cho cái đà tăng sắp tới khi mà dòng tiền đã dần rút ra khỏi nhóm đầu cơ. Bằng chứng là chị thấy là dàn này các cái cổ phiếu đầu cơ, các cổ phiếu penny thì đang giảm về gần sàn. Nó đã cho thấy cái tín hiệu dòng tiền rút ra. Sau giai đoạn vừa rồi thì có một số cổ phiếu tăng rất là dốc, tăng rất là dốc thì dàn này dòng tiền đã rút ra dần, nó cho tín hiệu tích cực về cái dòng tiền đầu cơ và chúng ta sẽ tiếp tục chờ cái điều cái điều và mình kỳ vọng tiếp theo là dòng tiền sau khi rút ra khỏi nhóm đầu cơ nó sẽ quay trở về đối với các nhóm cổ phiếu trụ. Nếu như nếu như dòng tiền quay trở về nhóm cổ phiếu trụ nó sẽ là cái động lực sắp tới cho chỉ số vn Trong đó thì nhóm cổ phiếu ngân hàng là cái nhóm mà chúng ta kỳ vọng rất là nhiều bởi vì nhóm này đã có cái mức giá chiết khấu khá là sâu từ đỉnh và đang tạo ra cái nền, tạo lại cái nền và đang chỉ chờ đợi cái dòng tiền thôi, đang chờ đợi cái dòng tiền vàng để bứt phá được và cái nhóm này mình đang rất là kỳ vọng. Sự phân hóa của thị trường sẽ vẫn tiếp tục tiếp diễn khi mà dòng tiền tập trung vào các lớp ngành được hưởng lợi từ chính sách, các ngành có xu hướng tích cực từ hậu giãn cách và các cổ phiếu có câu chuyện riêng. Thì điều này mình cũng có nói rất là nhiều từ tuần trước rồi. Giai đoạn này thì dòng tiền chắc chắn nó có sự phân hóa bởi vì cái thời điểm mà báo cáo tài chính quý 3 càng đến gần thì nó sẽ càng bộc lộ cái sự khó khăn của thị trường khi mà giai đoạn vừa rồi cái việc mà đại dịch covid làn sóng covid lần thứ tư quay trở lại thì rất là nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng tình hình kinh doanh thì nó sẽ có cái sự phân hóa giữa các doanh nghiệp hoạt động bình thường và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì chắc chắn vẫn có một số nhóm ngành nó hưởng lợi à, một số nhóm ngành nó vẫn hoạt động bình thường trong đại dịch vừa rồi ví dụ như là nhóm đầu tư công này vẫn được à, đẩy mạnh hoặc là cái nhóm càng biển thì vẫn tiếp tục hưởng lợi từ cước vận tải biển đó chính là những cái nhóm ngành mà nó có cái sự phân hóa cũng như là được hưởng lợi từ chính sách các ngành có xu hướng tích cực thì dạng này nếu như những những nhóm ngành này có nhịp điều chỉnh hoặc đang tích lũy thì nó sẽ là cái cơ hội nó sẽ là cái cơ hội để mình tích trữ tài sản sau đó đón sóng trong thời gian sắp tới và sau khi giãn cách thì dòng bán lẻ cũng mình cũng sẽ kỳ vọng sẽ hồi phục đầu tư công cũng sẽ được đẩy mạnh thì đây là những cái dòng mà chúng ta có thể để ý đầu tư từ đây cho đến cuối năm về xu hướng thì hiện tại chỉ số vinac sẽ tiếp tục đi theo cái kịch bản là vùng hỗ trợ quanh cái ngưỡng 1335 cho đến 1340 thì cái vùng hỗ trợ này sẽ đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ mạnh cho chỉ số. Thì như em có nói rồi, những cái biến động trong phiên là cái điều không thể tránh khỏi mà việc mình đánh giá về cái xu hướng của chỉ số mình sẽ không đánh giá qua một phiên mà mình sẽ đánh giá qua một cái giai đoạn cũng như là một cái vùng thì dạng này cái mốc 1330 à, 1335 cho đến 1340 thì chị thấy tuần vừa rồi nó vẫn đang đóng vai trò là một cái vùng hỗ trợ tích cực cho chỉ số. Thì nếu như trong phiên nếu như trong phiên mà chỉ số có những biến động và chạm về sâu hơn cái mốc 1335 nhưng sau đó phục hồi lên được thì chứng tỏ cái mốc này nó vẫn đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ nha anh chị. Mình sẽ không lấy một cái biến động nhỏ để đánh giá một cái xu hướng mà mình sẽ là, thông thường thì mình sẽ lấy cái... ừ, ít nhất là cái thời điểm kết phiên mình lấy cái giá kết phiên để đánh giá cái, cho một cái phiên là nó khỏe hay hay là yếu thì mình sẽ là cái giá kết phiên. Ví dụ như trong phiên hôm nay, mặc dù là có những cái thời điểm chỉ số chạm về cái ngưỡng 1348, tuy nhiên thì kết phiên chỉ số đã phục hồi lên được cái ngưỡng 1350 thì đó là một cái tín hiệu tích cực. Về cái khung giờ giao dịch mình uh, trong video ngày hôm qua mình cũng có chia sẻ cho anh chị mình rồi. Thì về phiên sáng thì mình sẽ chú ý theo dõi sau cái thời điểm là khoảng À, 10 giờ 10, ở khoảng 10 giờ thì cái thời điểm đó thì những cái tin tức, những cái tin tức phản ánh thái quái nó đã ổn định dần rồi. thì mình à, qua thời điểm đó mình sẽ quan sát thị trường nó có sự cân bằng hơn, cũng như là vào phiên chiều thì nếu như mà muốn theo dõi biến động thị trường thì mình sẽ thông thường theo dõi sau 2 giờ thì đó là những cái thời điểm mà thị trường bắt đầu mở biên à, biến động mình sẽ theo dõi ở những cái mốc thời gian đó để có thể đưa ra được cái quyết định tránh sai lầm mà bị cuốn theo thị trường thì nó sẽ là rất rủi ro cho danh mục của anh chị và cái kháng cự cho chỉ số sẽ vẫn là quanh cái mốc 1375 nha hôm qua mình cũng có chia sẻ cái mốc kháng cự chỉ số trong thời điểm ngắn hạn này là cái mốc 1375 khi mà hiện tại vẫn chưa có đủ một cái lực đẩy giúp cho chỉ số vượt được cái kháng cự ngắn hạn là cái mốc 1360 thì mình sẽ cần cần những cái phiên dần co sắp tới và cái dòng tiền cái dòng tiền nếu như quay trở lại được cái nhóm của phía vốn hóa lớn thì nó sẽ là cái động lực cho chỉ số trong sắp tới. Thì đó là về tình hình về của thị trường chung nha anh chị. Giai đoạn này thì động thái của chúng ta sẽ tiếp tục quan sát dòng tiền, sẽ tiếp tục quan sát dòng tiền như em vừa đề cập. Nếu như dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi mà một số cổ phiếu penny đang ở giai đoạn thái, thoái trào thì nó sẽ là những cái nhịp mà xác định xu hướng chung của thị trường trong giai đoạn tới. Thì việc dòng tiền rời khỏi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ là điều kiện cần. Nó chỉ mới là điều kiện cần để các cổ phiếu lớn thu hút lại dòng tiền này để tạo nên sự đồng thuận. Vì nếu như nếu như giá mà dựa ở quá lâu, nếu như giai đoạn này mà thị trường tiếp tục dựa ở cái vùng giá này quá lâu thì nó cũng không phải là một tín hiệu tốt nha anh chị. Bởi vì việc mà chỉ số giữ quá lâu nó sẽ tạo điểm mua, nó sẽ tạo điểm mua cho các nhà đầu tư. Khi mà các nhà đầu tư đeo bám càng nhiều và nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu có thể họ mất kiên nhẫn, họ bán ra cổ phiếu thì nó sẽ dẫn đến những cái nhịp những cái nhịp giảm sâu, những cái nhịp giảm sâu thủng hỗ trợ. Cho nên dạng này thì việc mà chỉ số dần co là một tín hiệu tốt nhưng mà nó nên dần co, uh, nó nên dần co không có nên dần co quá lâu cũng như là dòng tiền nên sớm trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì nó sẽ tích cực hơn cho thị trường. Hiện nhiên với nó rồi. Nếu như nếu như tạo điểm mua quá lâu thì nó chắc chắn nó sẽ thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ và khi nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám càng nhiều thì thị trường sẽ tiếp tục cần những cái nhịp rũ, cần những cái nhịp rũ để có thể rũ bỏ cái nhà đầu tư nhỏ lẻ trước khi muốn có thể tăng điểm mạnh trở lại chúng ta sẽ tiếp tục hạn chế tự, à, sử dụng tỷ lệ margin nha anh chị khi mà dạng này thì hầu hết các công ty chứng khoán họ đang siết margin thì vì chúng ta sử dụng margin quá nhiều nó có thể dẫn đến cái tình trạng mất sức mua trong tài khoản của anh chị thì khi đó nó sẽ rủi ro nó sẽ rủi ro cũng như là các anh chị mà cái tỷ lệ tài khoản ở ở cái mức thấp thì mình sẽ rủi ro khi mà thị trường nếu như có những cái nhịp rủ sâu những cái nhịp rủ sâu thì dẫn đến việc các công ty chứng khoán nó sẽ bán giải chấp cổ phiếu của anh chị mình nó sẽ rất là rủi ro thì em nói rồi margin là một công cụ để giúp chúng ta khuếch đại lợi nhuận chứ không phải là một thứ điều khuyến hành động của chúng ta nên chị em mình nào sử dụng margin thì mình cân nhắc còn nhé chị em nào mà dùng tiền mặt để tích trữ tài sản thì nếu như những cổ phiếu mình đã mua để mua tốt thì mình cứ yên tâm nắm giữ và tránh tránh bị cái tâm lý áp lực trong những cái phiên rủi bỏ của thị trường chung nha anh chị thì đó là về thị trường chung mình nói video cuối tuần thì mình nói về thị trường tương đối dài để chị em mình có thể nhận ra để chị em mình có thể qua các cái phân tích mà mình đưa ra được cái hướng đi cụ thể thì tiếp theo mình sẽ phân tích về những cái nhóm mà mình kỳ vọng giai đoạn này có thể giúp thị trường vượt uh, có có thể giúp thị trường xác định xu hướng trong thời gian sắp tới thì nhóm giai đoạn này chị mình rất là quan tâm đó chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng thì liệu rằng liệu rằng nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể mua lại được hay chưa thì cái câu hỏi này thì em vẫn uh, thì giai đoạn này thì nó sẽ có cái sự phân hóa trong nhóm cổ phiếu ngân hàng nha thì không phải cổ phiếu ngân hàng nào cũng có thể tăng điểm trở lại nếu như dòng tiền quay trở lại nhóm này mà nó sẽ có cái sự phân hóa nó sẽ có sự phân hóa. Đối với các cổ phiếu kênh trên, các cổ phiếu kênh trên thì nó sẽ khỏe hơn so với các cổ phiếu gãy sâu cũng như là các cổ phiếu có câu chuyện. Các cổ phiếu khỏe thì à, cũng như là à, các cổ phiếu khỏe hay là ít ảnh hưởng bởi các chính sách từ từ nhà nước thì nó sẽ lại khỏe hơn các cái cổ phiếu mà phải chịu áp lực nhiều. Về nhóm ngân hàng thì mình sẽ tập trung vào các cổ phiếu tư nhân hơn nha chị Các ngân hàng tư nhân hơn Dạng này thì ngân hàng nhà nước nó vẫn khó khăn hơn tư nhân Ở chỗ là nhóm ngân hàng nhà nước phải đi tiêm phong trong cái việc mà hạ lãi suất Cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh quý 3 của của ngân hàng Cũng như là cái thời gian phục hồi nó sẽ lâu hơn so với nhóm ngân hàng tư nhân Thì một số ngân hàng tư nhân dạng này mình có thể chú ý về cái cơ bản doanh nghiệp tốt Đó chính là ngân hàng thứ nhất là ACB nè Thứ hai là MB Bank, Techcombank, Tiên Phong Bank và OCB là những cái ngân hàng tư nhân mà em đánh giá theo quan điểm cá nhân của em thì dàn này có cái nội tại doanh nghiệp tốt, ACB thì phiên hôm nay cũng cho tín hiệu tích cực nè chị, ACB thì dàn này cũng đang cho tín hiệu tích cực, thì à, đối với cổ phiếu ACB thì nó sẽ có một cái cản ngắn hạn nó sẽ có một cái cản ngắn là qua mức giá 32.5 và cái vùng cản tiếp theo sẽ là qua mức giá 33 33.5 là đường MA50. Thì cái đường MA50 nó sẽ đóng vai trò là cái vùng cản khá là mạnh cho cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Đối với những anh chị em nào mà mình muốn mua mới đối với cổ phiếu ACB thì em nghĩ là mình thích hợp cho cái mục tiêu là mua tích trữ tài sản. Bởi vì ít nhất em có nói rồi, ít nhất là quý 4 thì ngân hàng mới phục hồi mạnh trở lại được. Thì dạng này khả năng ngân hàng sẽ có những cái nhịp phục hồi trong ngắn hạn. Nhưng mà với những cái cản phía trên như thế này thì nó cần cái lực rất là mạnh để giúp vượt cản. Thì dạng này đối với cổ phiếu SCB mình muốn mua mới thì mình sẽ ưu tiên cho cái mục tiêu mua nắm giữ dài hạn và tích trữ tài sản hơn là mua lướt lướt sóng nha chị. Nếu như chị nào mà muốn mua tích trữ thì nhiệm này cổ phiếu SCB ở cái vùng giá là quanh năm đến 32 thì mình có thể nhặt lại 20% vị thế. Lưu ý là chỉ nhặt 20% vị thế thăm dò thôi bởi vì dạng này thì mình vẫn chưa xác định được xu hướng cũng như là mình chưa xác định được dòng tiền có quay trở lại đối với nhóm ngành ngân hàng hay không thì mình chỉ đưa ra cái vị thế thăm dò thôi nha anh chị. Thứ hai là cổ phiếu mời băng, mời băng phiên hôm nay khối ngoại mua trở lại và đang cho tín hiệu rất là tốt khi mà muốn bước phá khỏi cái cản ngắn hạn. Cái cản ngắn hạn đối với cổ phiếu MBB uh, mời sẽ là quanh đường MI50. Đường em đường MI50 nó sẽ là đường cái, cái, đường xu hướng trung hạn. Nếu như các cổ phiếu mà vượt được đường xu hướng trung hạn thì nó sẽ tương đối khỏe hơn nha chị, nó sẽ có cái tín hiệu tốt khi mà trở lại trên được thì nhịp này nếu như anh chị nào đang có hàng đối với cổ phiếu mời thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ còn những anh chị nào mình muốn mua mới mình muốn mua mới thì mình sẽ chờ chờ thứ nhất là nếu cổ phiếu vượt cản được thì hiện tại cổ phiếu mặc dù là phi hôm nay dòng tiền vào tương đối tốt nhưng mà cổ phiếu vẫn chưa vượt cản được anh chị cổ phiếu vẫn chưa được cái vượt được cái cản này mình sẽ chờ đợi tín hiệu khi nào cổ phiếu vượt được cái mốc 20 à, nếu như cổ phiếu vượt được 29 thì mình có thể tham gia trở lại được với cổ phiếu mời ban thì khi đó cổ phiếu sẽ chờ lại cái trend của nó còn hiện tại thì ở cái vùng giá này nó sẽ tương đối rủi ro nếu như cổ phiếu không vượt được thì nó sẽ tiếp tục nó sẽ tiếp tục quay trở lại tết lại cái nền phía dưới thì khi đó mình sẽ chờ điểm mua sau còn nhà này thì mình sẽ chờ nếu như cổ phiếu vượt khỏi 29 là tết lại nền thì mình mua đối với cổ phiếu mời băng còn ở cái vùng giá hiện tại thì sẽ chưa có điểm mua tết công băng tương tự ở chị nào mà à, thông thường giao à, dịch theo cái cản chế thì mình vẽ cản chế đôi ra đối với cổ phiếu Techcombank thì mình thấy rất là rõ cái vùng cản qua mức giá 51.5 này anh chị em thấy là cái vùng cản này thì cổ phiếu đã có 3 phiên không vượt được chứng tỏ cái vùng cản này tương đối lớn cái áp lực chốt lại của nhà đầu tư lớn thì dạng này đối với cổ phiếu Techcombank anh chị em nào mà muốn mua mới thì mình sẽ chờ nha mình sẽ chờ uh, cổ phiếu anh chị em nào mà muốn gia tăng đang có hàng sẵn mà muốn gia tăng thì mình sẽ chờ khi nào mà cổ phiếu vượt được cái cản 50 52 này thì mình sẽ gia tăng sau còn hiện tại thì anh chị em thấy là cổ phiếu vẫn đang uh, gia giao dịch vẫn đang giao dịch quanh cái nền quanh vùng giá mai 50 là quanh mức giá 50 thì cái vùng này hỗ trợ tương đối tốt cho cổ phiếu này em thấy cái vùng giá 50 thì ở vùng hỗ trợ tương đối tốt ở thời điểm hiện tại cho cổ phiếu Techcombank nhưng mà nó lại khá là gần nó lại khá là gần cái cảng 51.5 cho nên chị em thấy là cái vùng này cái biên tương đối hẹp thì rủi ro mình mua vào nó cũng cao cho nên mình sẽ chờ mình sẽ chờ nếu như tín hiệu tốt cổ phiếu vượt trang cổ phiếu vượt trang khi đó mình mua lại hoặc ở những cái nhịp điều chỉnh nếu như test về quanh mức giá dưới 50 đạt khoảng 49.5 thì mình mua được đối với cổ phiếu Techcombank nhưng mà em lưu ý là giai này nhặt cổ phiếu ngân hàng thì mình cần cái sự kiên nhẫn nha anh chị, mình cần cái sự kiên nhẫn cũng như là uh, xác định cái mục tiêu là tôi chung về dài hạn thì mình mua, còn nếu như anh chị nào mà muốn mua lướt ngắn hạn thì có thể tạm thời bỏ qua đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng tiên phong băng thì dàn này rất là khỏe so với các cổ phiếu cùng ngành khi mà cổ phiếu đã trở lại xu hướng và thậm chí là vượt cái vùng đỉnh trước đó là cái vùng giá 40.5 này thì cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi thì với nhịp này nó sẽ chưa cho điểm mua mới trở lại đối với cổ phiếu Techcombank anh chị em nào đang có hàng sẵn thì mình nắm giữ và mình rời chặn lại về 40 về 40 và theo dõi tiếp đối với cổ phiếu tiên phong băng được còn những anh chị em nào muốn, 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 mua mới thì mình canh nếu như cổ phiếu coi nhiều điều chỉnh thì quanh 40 quanh 40 và bật được thì mình mua sau còn ở cái vùng giá hiện tại thì nó sẽ tương đối cao nó sẽ tương đối cao và chưa có điểm mua mới cho anh chị nào muốn mua đối với cổ phiếu tiêm uh, phong băng ở thời điểm hiện tại OCB, OCB thì nhịp này cũng tương đối khỏe nè chị. OCB thì nhịp này cũng tương đối khỏe. Thì đối với những anh chị nào mà đang có hàng thì mình sẽ lưu ý cái vùng kháng cự tiếp theo cho cổ phiếu sẽ là quanh vùng giá 26 nha. Cái vùng kháng cự tiếp theo cho cổ phiếu OCB sẽ là quanh vùng giá 26 thì mình nắm hàng mình chú ý cái kháng cự này và cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của cổ phiếu là quanh 23.5. Nếu như anh chị nào mà muốn mua mới thì chờ, nếu như cổ phiếu có tín hiệu test về quanh dưới 24 thì mình mua ở cái vùng giá hiện tại thì nó cũng khá là gần cản cũng như là khá là gần cản và nó là chạy hai phiên rồi nó sẽ không thích hợp cho trẻ mình mua mới thì cái nến hôm nay cũng đang cho tín hiệu chốt lại đối với cổ phiếu này thì nếu như cổ phiếu có những nhịp chỉnh thì mình mua còn không có thì thôi mình bỏ qua không có mua đuổi thì hiện tại đối với bất kỳ cổ phiếu nào một số cổ phiếu xu thế đẹp ví dụ như là MSB, MSB giai đoạn này thì cái xu hướng rất là đẹp khi mà phục hồi trên nền EMA 50 nè. Thì giai đoạn này đối với cổ phiếu MSB đã phục hồi được trở lại trên nền EMA 50. Cái cản tiếp theo đối với cổ phiếu MSB là quanh mức giá 30.5 nha. Thì giai đoạn này nếu như anh chị nào đang có hàng thì mình nắm giữ tiếp và theo dõi ở cái vùng cản này. Còn nếu như anh chị nào mà muốn mua mới thì cái vùng giá hiện tại nó đã qua điểm mua rồi. Thì phía hôm qua mặc dù mình có nói là chú ý trở lại đối với cổ phiếu MSB nhưng mà giai này thì nó là chạy mất rồi thì nó sẽ mua mới nó sẽ tương đối rủi ro cho anh chị khi mà nó khá gần cái cản thì mình chờ thôi nếu như vượt cản nếu như vượt cản tích lũy tốt thì mình mua lại còn ở cái chiều ngược lại nếu như chạm cản này chạm cản mà có những nhịp điều chỉnh nếu như cổ phiếu không vượt được cản thì khi mà chạm cản nó sẽ có những nhịp điều chỉnh test về lại quanh 29 đến 29.5 thì mình có thể mua được đối với cổ phiếu MSB còn ở thời điểm hiện tại thì không mua đuổi được đối với cổ phiếu thì đó là điểm sơ qua một số cổ phiếu ngân hàng khỏe về xu hướng cũng như là đang có tín hiệu tích cực và có cái nội tại doanh nghiệp tốt thì anh chị nào mà muốn chú ý lại đối với nhóm ngành ngân hàng thì có thể theo dõi một số cổ phiếu em vừa đề cập. Tiếp theo là với nhóm cổ phiếu chứng khoán thì hầu hết nhóm cổ phiếu chứng khoán dạng này đang có tín hiệu giữ giá thôi, chưa có tín hiệu gì nổi bật. Thì có cổ phiếu HCM thì uh, ngày hôm qua thì có ra tin tức về việc cổ phiếu tăng vốn là chia tiền thực hiện quy mô tỷ lệ 21 với cái giá 14.000 thì đó cũng là một cái tin tức tác động tích cực đến với cổ phiếu chứng khoán giai đoạn này em là cổ phiếu HCM nó có cái sự khỏe hơn các cổ phiếu cùng ngành là bởi vì nó có cái tin tức ủng hộ nhưng mà nhịp này chị thấy là cổ phiếu vẫn có cái cản vẫn có cái cảng quanh cái vùng đỉnh cũ cũng là cái 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 đường kênh cái, cái đường cảng chéo là quanh mức giá 56 này 56 đến 56.5 thì cổ phiếu chưa được vượt được vùng này thì anh chị nào đang có hàng thì mình theo dõi cái mức hỗ trợ là em ai em 20 quanh mức giá 54 nếu như muốn mua trở lại thì mình canh có những nhịp chỉnh về đây những nhịp chỉnh về đây mà nếu như bật tốt thì mình mua còn ở cái vùng giá hiện tại thì tạm thời chưa có điểm mua mới đối với cổ phiếu HCM nha anh chị nào đang nắm giữ thì mình nắm giữ tiếp thôi và nếu như an toàn thì khi mà cổ phiếu chạm về quanh mức giá 50 56.5 đến 57 thì mình có thể chốt lại một phần cho an toàn đối với nhịp này cho cổ phiếu SCM. Còn về điểm mua mới thì mình nên chờ thêm một vài phiên nữa xem những cái nhịp test ở cái vùng giá 54 thế nào thì mình mua. Và còn ở cái vùng giá hiện tại thì nó sẽ tương đối rủi ro cao. VCI thì đang chỉnh về vùng mua nha anh chị, đang chỉnh về vùng mua là mức giá 62 cho đến 63 thì vùng này anh chị mình có thể nhặt trước 30% vị thế đối với cổ phiếu VCI ở thời điểm hiện tại. VND thì à, tương đối nhạy cảm vùng giá này tương đối nhạy cảm nếu như cổ phiếu rơi khỏi 52 thì khá xấu nha anh chị thì mình sẽ quan sát những cái nhịp test về 52 nếu như test về 52 và bật được thì mình có thể mua còn nếu như gãy 52 luôn thì mình chờ ở cái vùng chiết khấu tiếp theo là quanh cái vùng đỉnh trước đó cái vùng đỉnh và cũng trùng với đường EMA 50 cái đường hỗ trợ EMA 50 nè thì vùng này nó khá là gần với EMA 50 là quanh vùng giá 49 cho đến 49.5 nếu như rơi khỏi 52 thì mình sẽ chờ ở vùng giá này còn trường hợp tích cực hơn thì cổ phiếu chạm về 52 bậc thì mình có thể mua lại đối với cổ phiếu VND SSI thì tạm thời quan sát nha chị, tạm thời quan sát chưa mua vội thì nhịp này nếu như cổ phiếu rơi khỏi 41 thì sẽ tương đối xấu thì mình sẽ quan sát thôi. Nhịp này không có điểm mua, còn anh chị nào đang có hàng thì mình sẽ theo dõi ở mức 41. Nếu như cổ phiếu rơi khỏi 41 thì mình có thể cân nhắc thoát 1 phần 2 hoặc là 1 phần 3 để chờ cái điểm cover hàng tốt hơn. SSS thì sẽ theo dõi ở mức 38. Nếu như cổ phiếu rơi khỏi 38 thì anh chị nào đang có hàng mình có thể thoát 1 phần 2 để chờ cover lại ở cái mức giá tốt hơn. Còn thời điểm hiện tại thì chưa vội mua, chưa vội mua, chủ yếu là quan sát theo dõi thôi. BVS tương tự mức hỗ trợ cho cổ phiếu là quanh mức giá 32 thì nhịp này không rơi khỏi 32 thì mình sẽ nắm giữ tiếp và điểm mua mới thì chưa vội. MBS tương tự cái mức hỗ trợ cho cổ phiếu sẽ là quanh mức giá 32.8 nè, quanh đường MA50, quanh mức giá 32.8. Nếu như cổ phiếu không rơi khỏi đây thì tạm thời mình vẫn nắm giữ được. Thì dòng chứng khoán giai đoạn này theo hết đang tích lũy trở lại. Nó không quá xấu nhưng mà nó khá là gần hỗ trợ thì mình sẽ theo dõi ở những cái mức hỗ trợ có một cổ phiếu mình có thể chú ý được đó chính là cổ phiếu ORS cái vùng giá là quanh vùng giá 26.5 trên 27 thì anh chị mình có thể mua 30 được đối với cổ phiếu ORS nha nhịp này anh chị nào đang có hàng thì mình sẽ nắm giữ tiếp và theo dõi cái mức hỗ trợ là 25.8 còn anh chị nào muốn mua mới thì mình sẽ canh ở cái vùng giá là 26.5 đến 27 đối với cổ phiếu ORS anh chị em có hàng thì nắm giữ được thì đó là một số cổ phiếu chứng khoán còn về dòng thép dòng thép thì nhịp này à, hầu hết các cổ phiếu thì thì có cổ phiếu Hòa Phát và TLH thì còn điểm mua. Đối với cổ phiếu Hòa Phát thì dịp này mình sẽ anh chị nào đầu tư chung và dài hạn thì cái vùng giá 50 51 thì mình có thể nhận được 30%. Còn anh chị nào muốn đầu tư ngắn lướt lướt sóng thì tạm thời bỏ qua. TLH thì đang chạm về cái vùng hỗ trợ quanh mức giá là 21 nè, quanh mức giá 20.5 thì nếu như trẻ nào đã mua đã mua 20 30% ở cái vùng giá 21.5 thì mình sẽ chờ nhịp này, nếu như cổ phiếu test về đây, test về quanh 20 thì mình sẽ gia tăng thêm 20%. Thì dạng này việc mình chia cổ phiếu ra mua, là mình chia tỷ trọng ra mua thì giúp cho trẻ mình không bị mất sức mua và những thời điểm cổ phiếu chỉnh như thế này, những thời điểm cổ phiếu chỉnh như thế này thì là cái cơ hội mình gia tăng thêm hàng. Thì đối với cổ phiếu TLH cái phiên chỉnh hôm nay thì cái vol không lớn, cũng như là hiện tại cổ phiếu đang giữ được trên đường MA 20 là một tín hiệu tích cực. Thì mình sẽ chờ tín hiệu gia tăng thêm đối với cổ phiếu là nha. Hoa sen, hoa sen thì đang chỉnh, đang chỉnh về vùng hỗ trợ là quanh mức giá 45.5. Thì nhịp này chưa vội mua đối với cổ phiếu hoa sen thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo cho cổ phiếu sẽ là quanh vùng giá 43.5 này, quanh đường hỗ trợ MA20. Thì nếu như anh chị nào muốn mua thì mình sẽ chờ những cái nhịp test về đây thì mình có thể nhặt 30% được ở quanh cái vùng giá 43.5 cho đến 44. Còn những anh chị nào đang có hàng sẵn, đang có hàng sẵn thì mình sẽ mình sẽ đặt cái cái mốc cắt lỗ mức giá 43. Nếu như cổ phiếu rơi khỏi đây thì mình có thể chốt 1/2. nam kim Nam Kim thì nhịp này nó lại khỏe hơn các cổ phiếu thép đó anh chị à, Các cổ phiếu thép còn lại đó anh chị thấy là chỉnh nhưng mà chỉnh về mai 10 và bật Thì trước đó mình có đề cập cái vùng giá mua là nếu như cổ phiếu Nam Kim chỉnh về quanh ngày mai 10 là quanh mức giá 43.5 Thì mình có thể nhặt lại được Thì nếu như nếu như nhịp này anh chị nào đã nhặt được cổ phiếu Nam Kim thì mình sẽ nắm giữ tiếp Và cái điểm gia tăng thứ hai là nếu trường hợp cổ phiếu thép về quanh 42 Thì mình có thể tiếp tục gia tăng một phần đối với cổ phiếu Nam Kim nhịp này nha Thì đối với dòng thép, đối với dòng thép dạng này thì mình có thể mua tích trữ được ở những cái vùng giá hỗ trợ mình chia ra mua chia ra mua để tích trữ tài sản được

thì đó là về ba dòng cổ phiếu nổi bật là ngân hàng, thép, chứng khoán ba cái dòng mà mình kỳ vọng sắp tới sẽ có dòng tiền thuốc trở lại. À, dòng bất động sản giai đoạn này thì mình chú ý được một cổ phiếu đó, chính là Hà Đô. Hà Đô giai đoạn này có thể chú ý trở lại được. Thì đối với nhịp này mình chú ý mình chỉ đặt vào cái mục theo dõi thôi nha chị, mình chú ý trong những nhịp điều chỉnh. Thì nếu như nhịp này Hà Đô điều chỉnh về quanh vùng giá 56 này, điều chỉnh về quanh đây 56 thì mình có thể cân nhắc mua lại được. Nó là vùng hỗ trợ quanh đường em 20 vùng em 20 này, cái vùng giá quanh 55 đến 56. Nếu như cổ phiếu có tín hiệu chỉnh về đây, thì mình có thể cân nhắc nhận được lại đối với cổ phiếu hà đô ở cái tỷ trọng là 30% mươi mình sẽ theo dõi trong tuần sau ở những cái nhịp điều chỉnh Dòng đầu tư công thì tiếp tục theo dõi ba cổ phiếu BLC. BLC thì vẫn đang trong vùng mua nha. Hôm nay chỉnh nhưng mà vol rất là thấp. Ở cái vùng giá 38 đến 39 vẫn là cái vùng mua mới được đối với cổ phiếu BLC ở cái tỷ trọng là 30%. Anh chị nào đang có hàng sẵn thì mình nắm giữ tiếp được đối với cổ phiếu BLC. Đây là một cổ phiếu sẽ hưởng lợi từ đầu tư công cũng như là giai đoạn này. Giai đoạn này chỉ là những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Cái vol rất là thấp thì anh chị nào nắm giữ hàng thì mình có thể tiếp tục yên tâm nắm giữ được. SCN thì cũng đang chỉnh về cái vùng mua mình đề cập là ở cái vùng giá 13.5 trên đến 14 thì anh chị nào chưa mua thì mình có thể nhận 10 à, 30 phần trăm còn anh chị nào mua rồi thì mình tiếp tục nắm giữ tiếp tục nắm giữ được và chờ đợi hàng về G36 tương tự, G36 tương tự vẫn đang trong ở cái vùng mua là 12.5 đến 13 thì nhịp này anh chị nào đã đã mua rồi thì mình nắm giữ tiếp, còn chưa mua thì mình sẽ canh nhặt khoảng 20% ở cái vùng giá là 12.5 cho đến 13 đối với cổ phiếu G36 thì nhịp này vẫn nắm giữ được đối với G36 nha anh chị. Thì đó là về đầu tư công. Dẹp may thì nhịp này cũng có thể chú ý trở lại đối với cổ phiếu MSH Anh chị đợi một xíu nha với cổ phiếu MSH nhịp này thì đang điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ nếu như chị nào mà chưa mua kịp trong nhịp trước đó thì mình sẽ có thể nhặt 30% vị thế nếu như cổ phiếu chạm về cái vùng giá hỗ trợ là quanh mức giá 80 này cái vùng giá 80 trên 81 là cái vùng hỗ trợ hiện tại cho cổ phiếu MSH. hay chị mình có thể cân nhắc nhặt 30% vị thế nếu như cổ phiếu có tín hiệu điều chỉnh về đây thì đây là một cái cổ phiếu dệt may đang có cái xu hướng rất là tốt như là khỏe tương đối so với ngành. hay chị nào mà muốn đón sóng xuất nhập khẩu thì nhịp này dệt may MSH có thể chú ý trở lại được. Uh, dòng năng lượng dòng năng lượng dài này, này thì mình cũng vẫn có thể mua gom được nha. Thì trước đó mình có chia sẻ hai cổ phiếu là RE và GEG. -E thì RIS Đối với cổ phiếu riêng nhịp này thì đang chỉnh đang chỉnh về quanh cái vùng nền trước đó là quanh mức giá 64. Thì nếu như anh chị nào chưa có hàng mà muốn mua đối với cổ phiếu thì mình có thể canh ở cái vùng giá là 64 đến 65 thì mình nhặt 30% được nha. Còn những anh chị nào mà đã mua ở cái vùng giá quanh mức giá 66 thì mình sẽ chờ hàng về. Mình chờ hàng về và gia tăng sau thì dạng này thì mình ưu tiên là nhặt tỷ trọng thấp và chờ hàng về mình tiếp tục gia tăng. Còn anh chị nào muốn mua mới thì ở cái vùng giá 64 uh, 63 64 đến 65 có thể nhặt 30% vị thế. Ghét cũng phải, ghét thì hiện tại test trở về lại mai 20 và đang bật rất là tốt và là, và đang chị thấy là Phi hôm nay chỉ là một cái phiên test với cái volume rất là nhỏ. Thì anh chị nào đã mua ở cái vùng giá là 10, à 18 này, 18 đến 19 thì tạm thời nắm giữ chờ hàng về. Còn chị nào chưa mua, chưa mua thì mình có, có thể canh những cái nhịp mà cổ phiếu test về quanh cái vùng hỗ trợ MA20 là cái vùng giá 18 này mình có thể nhận được 30%. BC1 cũng có thể chú ý trở lại trong cái nhịp điều chỉnh này nha. Đối với cổ phiếu BC1 thì mình vẽ cái xu hướng của cổ phiếu ra, mình vẽ cái xu hướng của cổ phiếu ra. Thì mình thấy là cái xu hướng cái 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 xu hướng này, cái đường xu hướng nó sẽ trùng với cái vùng đáy trước đó là quanh cái vùng giá 33.5 cho đến 34 thì mình sẽ theo dõi cái nhịp điều chỉnh này đối với cổ phiếu BC1. Thì nếu như cổ phiếu test về quanh đây, test về quanh 33.5, 34 thì mình có thể mở bao phần trăm vị thế. Cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của cổ phiếu là 35 nha. Thì tích cực hơn nếu như cổ phiếu xoay là một cái nền quanh vùng giá 35 thì mình sẽ mua còn nếu như gãy 35 thì mình sẽ chờ ở vùng giá là 33.5 cho đến 34. Đối đối với cổ phiếu BC1 ở nhịp này thì anh chị nào mua thì à, muốn mua đối với dòng năng lượng nhịp này thì đưa ba cổ phiếu này vào cái danh mục chú ý và chờ những cái vùng giá em vừa đề cập nha dòng dầu thì nhịp này có thể chú ý được đối với cổ phiếu BVC BVC nhịp này mình sẽ chú ý cho những cái nhịp chỉnh nếu như chỉnh về quanh đây chỉnh về quanh cái vùng hỗ trợ em 10 là cái mức giá là 10 10 cho đến 10 À, 11 cho đến 11.5 ở cái vùng giá này anh chị mình có thể nhận được 30% vị thế đây à, m, à, 11 này cho đến 11 11.3 xin lỗi 11 đến 11.3 ở cái vùng giá này chị em mình có thể nhận được 30% vị thế đối với cổ phiếu BVC còn những anh chị nào đang có hàng sẵn đang có hàng sẵn thì mình sẽ rời mình sẽ rời cút lót về mức giá 10.5 đối với cổ phiếu BVC nha và cuối cùng là dòng bất động sản khu công nghiệp thì mình chú ý trở lại nhịp này đối với cổ phiếu SSC SSC trong những nhịp điều chỉnh này nếu như cổ phiếu chỉnh từ quanh ngưỡng 10 là ở cái mức giá 47.5 này 47.5 trên 48 thì anh chị mình có thể giải ngân trở lại được 30% vị thế đối với cổ phiếu SSC còn với những anh chị nào đang có hàng sẵn thì mình sẽ nắm giữ tiếp nha thì phiên thứ hai sẽ là cái phiên hàng về của phiên Frac này nếu như cổ phiếu giữ giá tốt trên cái vùng giá 47.5 thì mình mua lại được còn lại những anh chị mình đang có hàng sẵn đang có hàng sẵn thì mình sẽ rời mình sẽ rời mốt chặn lại về 47.5 và theo dõi tiếp đối với cổ phiếu ASC được cái phiên điều chỉnh phiên ngày 23 tháng 9 cái volume tương đối thấp nó cũng không có đáng lo đối với cổ phiếu ASC KBC thì dạng này được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm khi mà cái phiên hôm qua là một cái phiên dòng tiền lớn vào và cổ phiếu trần, cổ phiếu trần khi từ, từ lúc mở phiên nhưng mà vào cuối phiên lại quay đầu giảm. Nó là một tín hiệu không tốt khi mà cổ phiếu duy trì ở cái mức giá trần rất là lâu, nó thu hút nhiều nhà đầu tư mua vào nhưng sau đó lại giảm, nó cho tín hiệu thấy là nhà đầu tư chốt lãi. Nhưng mà đối với cái vị thế ở trong chung và dài hạn đối với KBC thì tạm thời mình vẫn nắm giữ được nha. Mình sẽ chờ tín hiệu cổ phiếu lắp gáp, lắp gáp và test trở lại quanh vùng giá 43 thì mình mua lại, à, mình, mình mua gia tăng. Còn đối với những cái vị thế trong ngắn hạn, những cái vị thế trong ngắn hạn thì giai đoạn vừa rồi mình có khuyến nghị chốt lại rồi, mình có khuyến nghị chốt lại ở vùng giá 46 thì mình sẽ chờ đợi mua lại đối với cổ phiếu KBC ở vùng giá 43 nha. Còn ở cái vùng giá hiện tại thì tạm thời quan sát thôi, tạm thời quan sát ở những cái nhịp lắp gáp. Thì nếu như lắp gáp ổn thì mình mua, còn giai đoạn này thì mua nó sẽ tương đối rủi ro. Thì về cổ phiếu KBC thì trước đó mình cũng có chia sẻ rồi nó sẽ có hai cái vị thế là ngắn hạn và chung và dài hạn. Thì những cái vị thế chung và dài hạn thì những cái biến động trong ngắn hạn nó không có tác động nhiều đến cái 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 vị thế mua khi mà chị mua ở những cái vùng giá rất là thấp là quanh mức giá 35 đến 36 thì những cái vị thế chung và dài hạn những cái thì những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn như thế nó sẽ không tác động nhiều nếu như mình thấy là cái tín hiệu cổ phiếu vẫn chưa xấu thì nhịp này gặp cản chỉnh là một cái điều hoàn toàn bình thường còn những cái vị thế mà ngắn hạn thì cách nhìn cổ phiếu nó sẽ khác hơn khi mà anh chị em mình nhận thấy những tín hiệu chốt lại những cái tín hiệu mà chạm cản thì mình cứ chia ra chốt nó sẽ an toàn hơn cho anh chị em mình thì đó là về một số cổ phiếu cũng như là những cái chia sẻ của em trong video tuần này để chị mình có thể nhìn nhận, có thể nhìn nhận uh, và từ cái góc nhìn cá nhân của mình mình lựa chọn ra những cái cổ phiếu phù hợp với khẩu vị rủi ro của, của anh chị em mình mà mang lại được cái mức tỷ suất sinh lợi tốt ở thời điểm hiện tại khi mà thị trường cũng tương đối khó khăn thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn cổ phiếu và gia tăng tỷ trọng đối với các cổ phiếu có sẵn trong danh mục cũng như là tranh thủ những cái thời điểm mà thị trường có những nhịp hồi, những cái nhịp hồi mình có thể cơ cấu lại danh mục của mình làm gọn trong khoảng 3 đến 5 mã và tuyệt đối là một ngành thì không nên mua quá quá hai mã nha chị nó sẽ dẫn đến cái rủi ro về ngành trong giai đoạn này thì đó là về cái chiến lược cũng như là một số mã cổ phiếu anh chị mình cần chú ý trong tuần tới thì nếu như anh chị mình thấy video hay có thể để lại cho em một like một subscribe để ủng hộ em nha em xin chúc anh chị mình có một à, có cái tuần giao dịch tuần sau thành công và thắng lợi và có một à, và có một cái cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha